Từ 0 giờ ngày 11 tháng 10, Thành phố Hồ Chí Minh chính thức di rời 79 tuyến xe khách liên tỉnh từ bến xe miền Đông hiện hữu, quận Bình Thạnh về bến xe miền Đông mới tại địa chỉ số 501 Hoàng Hữu Nam, phường Long Bình, thành phố Thủ Đức. Đây là những tuyến xe đi đến 15 tỉnh, thành phố gồm Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, Lâm Đồng, Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu, Bến Tre, Cần Thơ, Cà Mau. Ghi nhận của phóng viên tại bến xe miền Đông mới, lượng khách ra vào mua vé, chờ xe chưa sôi động như bến xe miền Đông cũ. Một số tài xế cũng như chủ doanh nghiệp vận tải cho biết vẫn chưa được bố trí phương tiện trung chuyển khách từ trong thành phố về bến xe miền Đông mới. Lượng khách hàng hóa và đang thường lời khó khăn như thế nào nhé? Nói chung ra thì khách hàng thì cũng khó, hàng hóa thì cũng khó, nói chung là tất cả đều khó hết. Cụ thể là khó như thế nào ạ? Tức là nếu mà khách đi thì mình phải có xe trung chuyển chuyển tới đây rồi đi, rồi hàng hóa thì phải ở trong bến miền Đông cũ mới chuyển ra đây rồi mới lên xe này, nó khổ lắm. Bước đầu nói chung bước đầu là khó khăn, nhưng mà chắc dần cỡ 10 ngày nửa tháng sau thì nó sẽ vô nềm nếp nó bình thường lại thôi. Trong khi đó, hành khách vẫn chưa quen sơ đồ bến xe mới nên vẫn còn lóng ngóng khi tìm xe. Nhà xe phải bố trí người ra vào nhà chờ để gọi hành khách. Tuy nhiên, cũng có một số khách hàng cho rằng việc chuyển về bến xe miền Đông mới giúp họ thuận tiện trong việc đi lại hơn. Nhà mình đang sinh sống ở thành phố Di An, Bình Dương. Thì ra đây thì nó không thấy kẹt xe, từ nhà ra đây thì nó thuận lợi. Thì mình đi từ đây thì mình thấy cái cơ sở vật chất rất là khang trang và hiện đại. Mình thấy cách tiếp đón thì nó cũng rất là chu đáo và rất là nhanh. Theo lãnh đạo bến xe miền Đông, bắt đầu từ hôm nay, bến cũ quận Bình Thạnh cũng sẽ dừng tiếp nhận các phương tiện vận tải hành khách trong danh sách di rời vào đón, trả khách cũng như giao nhận hàng hóa trong bến.